series mới Ninja Cận Thị. Câu chuyện cách đây khoảng 100 năm, ngôi làng của chúng tôi đang sống rất hạnh phúc, thì bỗng nhiên xuất hiện một lũ cá quái vật ăn thịt người cực kỳ hung tàn. Bọn quái vật này đã tàn phá cả ngôi làng của chúng tôi, và bọn chúng bắt dân làng mỗi năm phải giao nộp cho chúng nó 10 đứa con nít để chúng nó ăn thịt. Và đó là lý do nhiều trẻ em trong làng đã bị chết. Chúng tôi chỉ biết bất lực mà đứng nhìn thôi. Cái giếng ở giữa làng đó chính là cái giếng mà mỗi lần tới mùa chúng tôi phải giao nộp 10 đứa trẻ em ở dưới đó. Và chắc chắn rằng bọn con cá nó đang sống ở bên dưới đó. À, thì ra cái giếng to to ở giữa làng đó không phải là một cái giếng để mọi người lấy nước các bạn ơi, mà là một cái giếng mà mấy con cá ăn thịt người đang ở bên dưới đó hả? À, ok, mình hiểu rồi. Được rồi, ông trưởng làng, tôi đã gọi là biết được vị trí của bọn chúng rồi. Bây giờ tôi sẽ tiêu diệt bọn chúng, thay người hành đạo ha. Thay người hành đạo ha. Để mình vào nhà mình xem coi. À, hồi nãy mấy bạn, ông trưởng làng ông có bảo với mình rằng là hãy vào trong nhà của ông kiếm một cái rương, và trong cái rương đó nó sẽ có được thuốc thở dưới nước. Chúng ta chỉ cần lấy cái thuốc đó chúng ta uống vào thì chúng ta có thể gọi là thở được bên dưới nước và chiến đấu giết mấy con cá quái vật nha anh em. À, để mình xem coi cái rương nào ta. Ờ, cái rương này không phải nè. Cái rương này cũng không phải luôn. Hay là cái rương này ta. Ôi, đúng rồi nè. Mấy cái bình gì đây, để mình xem coi. Thuốc thở dưới biển. Ồ, đúng rồi bạn ơi, đây chính là thuốc thở dưới biển nè. Ok, để mình lấy nó nha. Ồ, có được thuốc rồi nè. Ủa, rồi còn cái này là gì đây, để mình xem coi. Bào tử nhìn đêm, có khả năng nhìn xuyên đêm á. Wow, ghê thế. À, vậy có nghĩa cái bào tử nhìn đêm này khi ăn vào chúng ta có thể nhìn được trong bóng tối các bạn ơi. Ừ, cũng hợp lý. Nếu như chúng ta đi xuống dưới biển á thì trời sẽ rất là tối luôn. Chúng ta cần phải có cái loại thức ăn này để chúng ta có thể nhìn được trong bóng tối. Quá hợp lý, quá hợp lý. Rồi, ok, để mình đi ra ngoài mới được. À, bây giờ thì đã đến lúc chúng ta sẽ xuống dưới giếng để tiêu diệt với con cá quái vật rồi anh em ơi. Còn chần chờ như thế nào? Đi thôi anh em, đi thôi. Ha, người anh em, đi đâu vậy? Chờ tao với. Hả? Ô, Mr. Dịch, ủa sao anh lại ở đây vậy Dịch? Ha, anh đã đứng đây biết bao nhiêu lâu rồi em biết không? Anh đứng đây kể từ khi phút giây em bước vào cho tới khi em bước ra. Ha, và ta đã biết tất cả những chuyện gì em đang phải đối mặt. Em nghĩ rằng em sẽ đi chiến đấu một mình như vậy hả? À, vậy à? Trời ơi, may quá có anh ở đây. Vậy là anh sẽ tính giúp em tiêu diệt mấy con cá quái vật sao? Hí, tất nhiên rồi. Ồ, trời ơi, vậy thì may quá. Trời ơi, mấy bạn ơi, may ghê luôn bạn ơi. Hôm nay á không chỉ là có một mình Phong Cận là đi tiêu diệt con cá quái vật nha, mà còn có cả anh Dịch nữa nè. Trời ơi, vậy coi như là bây giờ chỉ còn thiếu Timmy nữa thôi là chúng ta có thể hợp lại được bộ ba ninja rồi. Ồ, anh Dịch, thôi anh có chắc chưa vậy? Mấy con cá quái vật này là cá ăn thịt người nè, anh có chắc chưa? Thôi, cá ăn thịt người gì? Sau một thời gian anh em ta ở ẩn, anh tin chắc rằng võ công của tất cả mỗi người chúng ta đều đã lên một tầm cao mới. Ây da! Trời, ui anh mạnh thế. Trời ơi, anh đâm em phát mà em muốn chết luôn nè. Trời ơi, anh lần sau anh nhớ đánh ai thì anh đánh nha. Anh đừng quýnh em nha, em là đồng bọn của anh mà sao anh quýnh em vậy? Trời ơi, từ từ ăn miếng bánh mì vô hồi máu đã. Dịch này chơi kỳ quá. Tự nhiên chơi quýnh em Dịch. Qua đây. Đây, bây giờ muốn tiêu diệt mấy con cá quái vật á thì chúng ta cần phải gọi là có được gọi là sức mạnh thở được bên dưới nước. Bây giờ mà anh là con người mà làm sao mà anh có thể xuống dưới đó mà anh thở được đúng không? Em có cái này cho anh nè. Đây, em sẽ chia cho anh. Đây chính là thuốc thở dưới nước. Anh chỉ cần gọi là sử dụng cái bình thuốc này, anh uống vào thì anh có thể thở được bên dưới nước mà không lo bị chết đuối. Ghê không? Ồ, em xin được đâu là cái loại thần dược này ghê hả? Ồ, em mới được ông trưởng làng ông tặng cho đó, rất là hay luôn. Thôi rồi, bây giờ mình uống vô đi anh. Uống vô. Rồi, ok, chúng ta được thở dưới nước rồi. Khoan đã, còn nữa anh ơi. Chúng ta xuống dưới đó trời sẽ rất là tối, chúng ta không thể nào mà thiếu cái loại thức ăn có thể nhìn trong bóng tối được. Đây, xin hiệu anh, đây chính là bào tử nhìn đêm, có thể giúp cho anh thấy được trong bóng tối. Ăn vô đi anh. Ồ. Ui. Bào tử nhìn đêm. Wow, mọi thứ sáng trưng luôn anh ơi. Wow, sáng trưng luôn nè. Rồi ok, Dịch ơi, anh đã sẵn sàng chưa? Ờ. Gì vậy, sao xìu vậy anh? Anh phải kêu là sẵn sàng chứ, anh phải nói to lên mới được. Sẵn sàng. Rồi ok, vậy thôi. Anh em chúng ta cùng nhau xuống cái đó giết cá quái vật ăn thịt người nào. Xuống thôi anh. Ôi anh ơi, anh nhìn kìa. Cái hồ nó sâu ơi là sâu luôn kìa anh thấy không? Cái hồ nó sâu ghê luôn á. Xem cái hồ này mà kết cấu nó kỳ lạ. Ôi nhưng mà cái hồ này sâu ghê lắm, em tưởng tượng như là nó đang sâu tuốt chứ tận bên dưới luôn á. Ôi ghê thiệt. Rồi em xuống. Ôi nè. Ôi trời, cá này là cá ăn thịt người nè anh. Coi chừng. Ôi nó mới cắn em kìa.
Ôi giời giời, anh thấy mấy con cá ăn thịt người chưa kìa? Em nhìn thấy nó rồi nè. Cá là nguy hiểm. Ui, nguy hiểm ha. Ui. Nó đang tính cắn em trời ơi. Ui trời, mày hả? Mày hả cá? Ui mày nè. Mấy con cá này là nhìn cái mắt nó nhìn trông to, mấy con cá thì hung dữ rồi. Ôi giời ơi, có bà con với em lượn nè, cứu em với. Cứu em. Mày hả mày? Ok đấy. Mày đánh nha, mày đánh anh em tao, mày chết rồi, mày chọn hẳn là mày chọn cái chết rồi. Ôi giời ơi, em nói thiệt nha, ở bên dưới đây nhìn cũng khá là đẹp anh ạ, nhìn nó y hệt như cái thủy cung vậy đó, nhìn đẹp ghê luôn á. Wow, ok, rồi sao nó cắn chết em rồi, no, phải hồi sinh đã. Tao đã hồi sinh được rồi, tụi mày không giết được tao đâu. Trời, ơi da, eo, thằng nào quýnh lén tao vậy, mày vậy, quýnh sau lưng à, quýnh lén hả mày, chết mày đi. Ôi trời ơi, nhiều như thế này không biết giết nó bao giờ mới hết đây. Ây da, nó cắn em vậy thôi, đâu phải. Hả gì anh? Tại sau lưng em kìa. Ở gì vậy? Em nhìn thấy gì không? Ui, cái con gì trong kia kia. Ui, con gì vậy? À, cái con gì nó bự vậy? Khoan từ từ anh. Rồi mình đầu tiên mình phải tiêu diệt mấy con cá ăn thịt người bên ngoài đây đã. Ê, mày hả mày? Rồi, ok, chết rồi. Còn con nào không? Hết rồi. Từ từ. Anh thấy con cá bên trong kia nó không được bình thường lắm. Cái mồm nó ngạp giống kiểu nó đang muốn cặp người á. Đúng rồi, em cũng nhìn thấy nó nè anh. Ui khoan, con này nhìn ghê quá vậy. Mấy bạn ơi, bạn nhìn kìa. Ui, con cá mập to đùng luôn bạn ơi. Ôi có mấy con quái vật kìa, giết nó anh, giết nó. Mình phải giết con quái vật bên ngoài đã. Ôi. Trời ơi, vô đây. Trần đời cha sinh mẹ đẻ rồi chưa thấy con cá nào bự này luôn á. Ừ. Trời ơi, từ nhỏ lớn giờ em cũng chưa bao giờ thấy con cá nào mà to thế này luôn á. Anh nhìn nè, cái hàm răng của nó kìa. Ui, kinh vãi. Chào mừng hai người đã đến với lãnh thổ của ta. Ta biết một ngày nào đó các người cũng sẽ xuống dưới đây để tiêu diệt ta mà. Nhưng mà các người nên nhớ, ta chính là chúa tể của vùng biển này, không dễ giết được ta đâu. Hả? Ừ, mày thì ra mày chính là con cá chúa chuyên gia là gọi là đi ăn thịt người sao? À, tao biết rồi. À, hóa ra mày chính là chủ mưu của những cái vụ ăn thịt người. Tao đã nói cho mày biết nha, mấy đồng bọn của mày á, mấy con cá bên ngoài á, tao với anh dịch của tao đã làm thịt hết bọn nó rồi. Tí nữa bọn tao sẽ cho nó vô cái nồi lẩu. Còn mày á, tao cũng sẽ cho mày vô nồi lẩu luôn. Nhào vô. Ê, mày hả? Tao chém mày nè. Ui, ô khoan vậy thôi. Hình như nó mới chọi gì vô người em nè. Ui, cái này là gì vậy? Ui. Âu. Ui, cái cục này là gì vậy? Ơ dịch. Ôi đừng. Đấy, chất độc của nó đấy, em dính vô là bị mất máu ấy. Giết ơi. Ủa thiệt hả? Ủa đâu? Chất độc hả? Để em lại gần thử coi. Mày chém mày nè. Ây da, trời ơi. Mất một lần á tận 60 máu luôn. Ây da, tao không sợ mày đâu. Nhào vô. Ây da. Rồi xong nó giết em luôn vậy đây. Ui, con này khỏe quá vậy. Chạy. Con này khỏe quá bạn ơi. Không được rồi. Mình không thể nào lại gần nó được. Mình chỉ cần chạy lại gần nó thôi là nó sẽ giết mình. Phong, nhìn lại, bia anh đã có kế hoạch rồi. Bia sẽ nhét hai cái bánh mì này vô hai cái lỗ mũi nó tắt thở tự chết. Nhìn ok, quên đi anh. Anh dịch cố lên, anh dịch cố lên, anh dịch cố lên, anh dịch cố lên, chết. Anh dịch cố lên, anh dịch cố lên. Rồi xong, anh dịch, trời, nó giết anh dịch rồi bạn ơi. Anh dịch, anh cứ nằm im đó nha, để em sẽ xử lý giùm cho. Mấy bạn ơi, con cá mập này nó mạnh quá. Nó quýnh chết anh dịch luôn, anh dịch ngất xỉu luôn rồi. Trời ơi, giờ làm cách nào đây? Ta đã nói rồi, các ngươi hãy chịu thua đi, để cho ta ăn thịt các ngươi đi. Rồi, mình với anh dịch cộng lại còn giết không được nó thì huống gì là một mình. Làm sao mình thể giết được nó đây ta? Con cá mập này nó mạnh quá. Bây giờ mình sẽ dùng phi tiêu. Đúng rồi, mình dùng phi tiêu mình chọi nó. Đúng rồi, không cần lại gần nó. Mình sẽ chọi nó. Mày nè. Ủa gì kì vậy? Ủa, tại sao mình lại không chọi chúng như người nó được? Chọi mày nè. Ủa kìa, rõ ràng là chúng như người nó rồi mà. Chọi nè. Những chiếc phi tiêu của người không có ích lợi gì đâu. Bởi vì ta đây có thể miễn nhiễm với phi tiêu. Phi tiêu của các ngươi chỉ có thể đi xuyên qua người ta mà thôi. Không trúng được ta đâu. Hay đó. Nhưng mà ta có cách để giết mày rồi. Ta sẽ sử dụng bằng cái kiếm này để giết mày luôn. Không cần phi tiêu nữa. Yay! Trời ơi là trời, mệt quá. Từ nãy giờ mình không thể nào giết được nó hết các bạn ơi. Cái con này mình không ngờ nó lại có thể mạnh tới như vậy. Trời ơi là trời, con cá yêu quái này. Ta sẽ không chịu thua mày đâu. Ta đã nói rồi, các ngươi hãy chịu thua đi, để cho ta ăn thịt các ngươi đi. Giờ ta sẽ nhai chết ngươi, cái đồ ninja yếu đuối. Đồ ninja xanh yếu đuối.
Mày nói gì cơ? Mày dám kêu tao là một đứa yếu đuối á? Được rồi, ha, tao sẽ cho mày thấy được sức mạnh của Phong Cận đây. Ninja xanh của làng lá mà mày dám kêu tao yếu đuối sao? Được rồi, hãy xem đây. Tao sẽ cho mày thấy được nhẫn thuật mà tao giỏi nhất. Hơi, phân thân chi thuật. Ha. À, mày thấy chứ con cá kia? Hả? Cái gì kia? Tại sao lại có đến tận hai thằng nhóc Phong Cận vậy? Bây giờ, tao sẽ cho mày thấy được sức mạnh của Phong Cận TV. À, này phân thân, tôi nói cậu nghe nè. Bây giờ chúng ta sẽ có một kế hoạch như thế này. Cậu sẽ nhào vô đánh nó để đánh lạc hướng nó. Còn tôi sẽ đứng ở bên cạnh và giết nó nha. Bởi vì là nó chỉ có thể tấn công được một người thôi, chứ không thể nào tấn công được hai người. Cho nên là nó sẽ tập trung tấn công cậu, còn tôi sẽ là người đánh nó. Cậu đồng ý chứ? Rồi, ok, vậy thì tốt rồi. Bây giờ thì tiến lên đây nào. Ờ, sao lại có tính tận hai ninja xanh vậy? À, được rồi, con cá mập kia. Lần này ta sẽ cho mày biết thế nào là sức mạnh của tao. Ta sẽ đi đường dọc bên đây. Người anh em, quýnh nó đi nào. Phân thân của ta, quýnh nó. Đúng rồi, à, bây giờ thì con cá nó đang tập trung quýnh phân thân của mình đó bạn ơi. Ngay lúc này, mình sẽ tiêu diệt con cá đó. À, cứ tập trung quýnh phân thân đi. Ta sẽ giết mày cá mập. Chém cho bụng mày. Ngươi nhớ mặt tao đó, ngươi dám đánh tao. À, mày sẽ không thấy được tao đâu cá mập ơi. Nè, mày nè. Ui, chết chưa? Ô, nó chết rồi bạn ơi. Phân thân ơi, tôi thành công rồi, tôi đã giết được nó rồi. Trời ơi, mừng quá, mừng quá. Quá mừng luôn. Cậu thấy vui không? Trời ơi, vui lắm đúng không? Trời ơi, giết được nó rồi. Trời ơi, bạn ơi, mình đã giết được con cá mập rồi. Trời ơi, mình thông minh quá. Trời ơi, trời, cái đúng là cái kế này đúng thật là hay mà. Ủa mà nó rơi cái gì đây? Để xem coi. Ui, cục này là gì vậy? Cục màu xanh xanh nè. Thôi cãi đi, lượm về để xem coi nó là gì. À, trời ơi, mừng quá bạn ơi. Cuối cùng thì mình cũng đã giết được con cá mập rồi. Bây giờ mình phải lên thông báo cho trưởng làng biết mới được, để mình còn ăn mừng nữa. À mà quên, mình phải ẩm cái anh dịch của mình về nữa. Không thôi, ảnh nằm đây là tí nữa ảnh lạnh anh chết luôn á. Anh dịch đâu rồi ta? Ông trưởng làng ơi. Cấp. Ông trưởng làng ơi, ông còn nhà không vậy? Trưởng làng ơi. Đây là tiếng của cậu vẫn còn sống sao? Trời ơi, yên tâm đi, tôi còn sống mà. Mấy cái con cá này tôi đem bọn nó đi nướng hết rồi, ông cứ yên tâm nha. Cậu nói gì? Cậu đã tiêu diệt được bọn chúng hay sao? Đúng rồi, ông không tin thì ông cứ lại giết ông xem nữa đi. Bọn nó đã chết hết rồi, không còn một con nào cả. Không còn một con nào cả? Cậu đã thực sự làm được sao? Cậu đã cứu dân làng của chúng tôi. Cảm ơn cậu nhiều, cảm ơn cậu nha. Bình tĩnh. Trời, có gì đâu. Tôi cũng chỉ là một người ninja bình thường thôi. Tôi đến đây tôi thấy có việc bất bình thì tôi giúp dân làng, gọi là giết mấy con quái vật thôi. Có gì đâu mà ông mừng như vậy? Cuối cùng thì dân làng của chúng tôi cũng đã yên bình trở lại được rồi. Được rồi, hôm nay là một ngày trọng đại, nhất định cả làng phải mở tiệc. Cậu là ân nhân của tụi tôi, cậu phải ở lại đây để tối nay ăn tiệc cùng tụi tôi nha. Nhớ nha, cậu phải ở lại đó. Dân làng ơi, tối nay mở tiệc, làng chúng ta được cứu rồi mọi người ơi. Ô trời, thôi các bạn ơi, mình cảm thấy vui quá bạn ơi. Bởi vì là mình đã giúp được cho dân làng ở đây tiêu diệt mấy con cá ăn thịt người đó bạn ơi. Thì ok bạn ơi, mấy bạn có thấy thích video hôm nay không nào? Nếu như mấy bạn thấy thích video hôm nay thì đừng quên nè, là hãy nhấn vào nút like video này, giúp cho video này mau mau đạt được 10.000 like, để mình có động lực để làm thêm tập tiếp theo cho anh em xem nha. Đó, còn bây giờ thì mình thấy rằng là thời lượng video nó đây cũng đã rất là dài rồi. Đó, thì mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye và hẹn gặp lại anh em những video của series Ninja Cận Thị lần sau nha. Bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt.